Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện đệ tử đắc bình an ni, Việt Nam thủ nền an vương thất chuyển pháp luân, Phật Nhật tăng huy, kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay, trói hiệu Phật nay gì đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện, Phật Thích Ca ứng nghiện dưới trên cửu long ý, phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn, đức tòa thì ngai vàng sợ sợ ơi, phóng hào quang rực rỡ vân niên,
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông
thần quê, lòng tin con bái thỉnh chủ tiên về. Mẹ nhất thiên tiên văn con thỉnh mời, nô đề nhất thiên tiên tặng phong chế thánh giả loạn giá ngự về. Vật ca tôn quê đất phủ dày, vật ca tôn quê nghĩa hương tên bạn nhà lê cài chân. Ngũ hương xa nhiệt pháp giới mong muôn chư Phật ngài hồi tất giao văn tùy tứ kết thường vân thành mỹ phương vân chư Phật hiện toàn thân. Lam mô nhang cúng răng Bồ Tát Ma Tát, Lam mô nhang cúng răng Bồ Tát Ma Tát, Lam mô nhang cúng răng Bồ Tát Ma. Sa lan thanh giáng hồi cung, mẫu đệ điện thiên cung thỉnh mời. Thanh mẫu đệ điện thiên xưa kia mẫu tức mạc địa danh.
dục tu không mờ linh nhờ ý cam về khám phủ đàn duyên đi khám phủ phủ ứng
sẽ vắt đàn quạt cho đệ tử mắt trong lầu lầu xua tan đi nỗi yêu phiền. Ban thưởng pháp sư pháp văn lời kêu tiếng khấn, lời khấn tiếng cầu ha. Long vân khánh tiệc cát nhật đường thời tháng 8 tiệc trà tháng 3 tiệc mẫu. Nay ngày lành tháng tốt ngày bụt tháng tiên ngày tiền tháng đẹp. Quan anh ta giáng cửa sông linh tử nơi đây. Chúng tâm chúng lễ pháp sư pháp văn khoa thỉnh văn mời thỉnh Phật tuyên kinh cùng nghìn đỉnh thần tam tứ phủ anh em ta chắc giáng dương đồng hoa. Thế mà anh ta phê chữ đỏ anh bỏ chữ đen. Cái tờ đơn gánh sớ tờ sớ gánh chạm tròn vành rõ chữ ha. Thế mà chứng tâm chứng lễ cho thủ nhang đồng đền sớm thay huê chiều lọc nước. Chứng tâm chứng lễ quỳnh quế đôi bên văn đàn tiếng hát. Đồng quan lính thánh, đồng anh lính chị, đồng chị lính em tác phúc cửa anh ta. Thế mà chứng tâm chứng lễ cho họ Vi nay nhất tâm một tưởng vạn tâm cầu nhất một lòng tòng một đạo. Này khai hồ mở phủ xuất thủ trình đồng anh cho yên căn lành số yên số thiên đỉnh từ nay trở đi từ chi ứng hậu xuân đà cát khánh hạ bảo bình an cho được thu tống tam tài đồng nghìn tích phúc cho yên căn lành số buôn mày bán đắt khách gần thì đến khách xa tìm về trên theo Phật theo thánh dưới theo đồng thầy ha.
cuốn kéo đi sa loạn thanh gia. Ngọc Diệp rành rành cô Kim Chi, Ngọc Diệp rành rành Thái Sư Nhất Phẩm quyền hành nhờ trong tay Sa Loạn Thanh Gia. Hồi thơm ngát một nhà Huệ Lan, thơm ngát một nhà hiểm vì cây ngọc cô đôi mượt mà lá xanh. Thanh gia hồi cung cửa suốt lờ mờ chân ra, cửa suốt tờ mờ chưa thôi cô bé nghe lững lờ trên sân. Cậu bé nhà Trần lập lờ chinh nhinh nghi đông ngờ, cậu bé cửa suốt anh linh nhì ngồi tài. Thanh gia hồi chảy hồi đâm cuông máu đầu, chảy hồi đâm cuông thịnh mời tiên chuông đông cuông về. Xoay hồi đông cuông máu đùa, xoay hồi đông cuông thịnh mời lễ bái chúa tiên ngự về. Dùng mề chúa ngự chân thuyền quang, thank you.
quần này chân áo chi thác thường người. Khai khoang dòng nhắn
khổ hoàng lân cận thánh chúa tiên trung lương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ô thế mà hôm nay chị em tôi về nhỉ? Ờ chính ngôi chính vị nhà chị em nhỉ? Dạ. Chị em tôi lại chứng tâm chứng lễ nhỉ? Dạ. Chứng cho cái người trần gian nhỉ? Dạ. Mẹ về đâu đem đầu về con trước cửa chị em tôi cho lại tôi được yên căn lành sống yên sống thiền đình nhỉ? Dạ. Chị em tôi lại cũng chẳng quên pháp tư pháp văn nhé, kiệu thỉnh tơ bầy, kiệu với chị em tôi lại nhé. Chị em tôi cũng lại chẳng quên đến cái cô Quỳnh, cô Quế mà khéo tay hay mắt khéo tay lại hay làm cửa chúa nhé. Chị em lại chẳng quên cái người kinh nhé. Thế lại không cả đường thá ra thôi dâng văn trước cửa chị em tôi nhỉ. Thế mà tôi lại chứng cho cái người keo nhỉ. Cái người keo này nhất tâm về cửa bà nhỉ. Thế bà lại thương cho nhà nào lộc đấy, nhà nào phúc đấy nhỉ. Cái gì cái chị em tôi lại thương lại dùng cây rũ lộc nhé. Tôi lại thương cái con cái này nhất tâm một lòng nhé. Tôi thương tôi cho công danh tự nghiệp sáng lạng nhé. Tôi đi buôn gặp bạn, đi bán gặp thời nhé. Cảnh lộng tùng rừng xanh ngang ngang
suối khe non thiên hiu quạnh bốn biển. Đường thời chú luôn dám về đi. Ý à,
Thank you.
khén nào mự này đây. Văn thiên phúc thiên thái văn hiệu an lùng tỏ nô. Pì pì nọng nọng dáng đen dáng phủ ô. Một cái cân, cân kéo cân mãn cân đông ô. Văn hình mà pì pì nọng nọng cầu án cầu phúc ô. Pì nọng nọ để thương thương biết biết. Nơ hầm tấm rung bay tiểu, nơ hầm tấm rung hoạt ngô. Cân đờ chắc, cân đờ ván, khẩu phước đông ván, khẩu khán đông. Đi thì nó ngọt nhờ ở đây, tỉnh cần thầy, ở đây cần cáo ngô. Văn văn, mi cú ông tháng đi đây khái. Mi ngân, mi sen, nó tráng cái đi đây dự ô. Đứng... cái cần kéo cần kéo cái tua cần kéo mà thân ô kéo na trăm kèn tiếng nung ơ hừ hừ bay mưa lái ngân lái xe nô nhiều tiền nhiều tiền nhiều tiền nhiều lộc đấy anh à đang bảo thế đấy. Dạ, yêu thương vì ô, cái họ vì văn này, nhân nhân thành cổ và xả tâm câu ô. Câu hữu là con cây ở đây vân cấu, mà cây kim quyết rồng hàng kim quang lồng thong vừa ô. Kim quyết thì phải rồng hàng kim quang đi lồng thong vừa, kim quyết lồng hô kháu vừa xa ô. Kim quang ngỏ lồng hô kha vừa tại nơi cầm lồng thón chán cân lồng cháo ô. Bây bản kim sĩ phương mà bây bên điều vừa kim sĩ sứ ô. Dạ. Thank you.
chúng sinh vô ngã khâu sinh để khai quang và chiếu từ chỗ. Văn số dâng lên thượng lai, văn số dâng lên quan về tu đối mi chép biên rõ ràng về cho đệ tử bình an. Thôi chú bình an, quan về đôi chú bình an của nhà phu quý mi khang ninh thọ trường ông phê phúc lộc đôi đường. Thanh cao rồi lại được 10 phần thanh cao.
giải khăn điều quan lớn về chi giải khăn điều trên theo Phật thánh nhi dưới theo bậc thầy dốc một lòng không dám đơn sai. Chấm linh nhất đồng ông về chấm linh nhất đồng này cho khăn tứ phủ cho đồng hôm nay vào làm đệ tử cung thiên. Tin theo Phật thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai. Thank you.
Thế mà anh dáng đền dáng phủ nhé. Khoa thỉnh văn mời thỉnh anh lại vái anh về anh dáng bản đền cửa sông Linh Tử nơi đây. Anh chứng tâm chứng lễ. Pháp sư pháp văn tờ đơn gánh sớ, tờ sớ gánh chặn tròn vành rõ chữ ha. Thế mà anh chứng tâm chứng lễ cho họ Vi này nhất tâm tưởng vạn tâm cầu trên chay dưới mặt thỉnh Phật tuyên kinh cung nghênh đỉnh thần. Anh chắc dáng khai hổ mở phủ xuất thủ trình đồng từ nay trở đi tử chi ứng hậu. Tươi như huê xanh như lá, mềm như lạt, mát như nước ha. Cho được yên căn lành số yên sổ thiên đình. Nay anh chứng tâm chứng lễ quỳnh quế đôi bên vằn đàn tiếng hát. Đồng oan lính thánh, đồng anh lính trị, tác phúc cửa quan anh ta ha. Thế anh lại chứng tâm chứng lễ bách gia trăm họ, bách họ trăm tên, nhà nào lộc đấy, nhà nào phúc đấy, phúc như Đông Hải Thọ Thị Nam Sơn ha. Thank you.
thập kỳ diệu quang minh chiếu từ trung á thích cao cung hàng kim phủ hoàng lên cẩn thánh chúa thiên trung. Đi chữ đèn về cho đôi
chữ bình an. Một lòng cảm giác ơn sai chiết giải khăn điều qua nước về chiết giải khăn điều từ đây đệ tử đời đời làm tôi quan về châm lính nhận đồng. Sơ điệp dâng lên, kim ngân sơ điệp dâng lên.
tiên rõ ràng về cho đệ tử bình an.
văn đàn. Dâng văn đi sự tình để tan hoàng con thái tử thank you.
tuần vườn, về tuần vườn lại ngược tuyên quang. Dạo chơi núi đồ sông ngang, tắm xào chơi bên là hàng người này. Hãy cho đồng được trí thông minh.
cho sông nước được tình ý được thường. Bảy quân huyền ninh tường tập phục mê tinh tuyển duyên cõi tục lâm than. Chỉ xin ông nhỏ phước thiên nhan cho con được hưởng bình an nơi tan này. Tám con nguyện đi tám quân nguyện theo thầy mang thế. Ông lai lâm cứu độ khổ mê. Thì xin ông đem nước thủy tề tắm vía đồng tử mọi bè thành tổ miếu vái ông về khai chiếu căn duyên cho bà cô ông mạnh tiền hiền thoát đường trần tục lên duyên trang đài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dâng lên toàn về câu đối khi chép biên rõ ràng về cho đệ tử mình. Một lòng không dám hơn sai.
chấm lấy nhật đồng con về, chấm lấy nhật đồng người trao khăn tu phủ cho đồng hôm nay vào làn để thể cung tiên. Giờ làm thanh gia hồi cung lấp liệt tung hoành nhẹ uy ra. Lên danh nghệ tướng tài lâm lâm liệt là cung hoài nhà uy xa, lâm lâm liệt thank you.
tâm mi bạc. Sáng tới chân đi linh nhì ra thành vạn cổ anh linh bao phen đi đắp ly xây thành sông xanh ơi hỡi sông xanh sang nước còn in trần tung hoành lâm liệt tung hoành gương trang xinh ngàn năm còn lưu để tìm anh linh quan lớn tuyệt vời cho dù nước chảy hoa trôi biển sông tranh còn đó quán lớn tuần mãi còn ghi ở trong phủ Ninh Giang thì còn lưu truyền thăng tích nước sông kỳ cùng còn nước đục lúc trong trên bát ngát đôi lòng sầu hồ phục nốt tam đồ ân khúc châu linh đôi lần giòn phượng ngủ đôi bên quan tuần trác dáng ngủ trên sập công đồng trong tà sát quỷ chư tinh quan tuần này vạn phép buôn linh quyền ngài cai quản thiên binh trên nhà trời nữ đồng lỡ mình quyền tâm quy đường trời thủy khí đoan trang quan lớn tuần sơ loạn thanh gia con thua sai bát hải đồng định nhẹ tốt quan đều thất đi anh linh sơ lan thanh giáng vui vẻ đèn dòng sớm hôm mai vui vẻ đèn dòng về ngài trai phủ tía công đồng cho bà đệ nhất vào ra giữ sổ tam tòa châu khăn khăn giữ sổ tam tòa ngày ngày hầu chú quý hoàng hồi cùng thuyền thánh thượng ngàn tiên
dâng văn tiên thánh thượng
sấm mê giáp cửa bể giấc mưa tuôn đầu gành ra thừa ta mặt ni đẹp lòng thank you.
Yeah.
theo đoàn thanh gia xin bản hội một tràng vỗ tay nào.